hello anh em, tiếp tục chào mừng anh em nhé. Thì anh em một cái con van hàng chính hãng của BS Audio, mã là SV99 đây. Con này nó sẽ giống với con gì tấm em quên mất tiêu. Một con giống vậy nữa anh em, tương đương con này thôi, giá tầm khoảng 2,2 triệu, nó y chang nhau, giá khác gì hết anh em, chỉ khác cái tên xíu thôi nha. Hiện tại em còn con SV99 đây, giao diện mặt trước như thế này. Một con van cơ lai số đầy đủ Etro Reverb cho anh em. Tiếng hàng chính hãng anh em nha, hàng rất là chất lượng, bảo hành này tận 2 năm cho anh em nên yên tâm mà sử dụng thôi. Một đổi một thì 30 ngày đầu. Mặt sau thì có đầy đủ các cổng kết nối cho anh em rồi. Cái cổng đầu vào như là sẽ có như là Bluetooth này, cổng quang này, có cắm dây nha, có USB cho anh em luôn. Này, rất là tiện cho anh em này. Mặt trước giao diện công tắc của mặt trước rất là tiện anh em. Anh em có thể bật tắt được, nhưng mà bật tắt á, thì anh em tắt thì tắt cục đẩy đầu tiên nha. Bật thì bật cuối cùng giúp em. Đó. Màn hình giao diện bự cho anh em hiển thị đầy đủ thông số này. Mặt trước có hai cổng mic và phía sau có thêm một cổng mic nữa anh em. Em đang kết nối một cái mic BS luôn nè, các mặt sau nha. Chống hú có luôn cho anh em nè. Đây, nhấn vào nhả ra nè. Anh em để FPS nè. Nhấn vào nó on lên nè ha. Nhả ra nó không on nè. Đấy. Mua về anh em cứ nhả ra đi, bị hú hít rít nhiều quá thì cứ nhấn vào giúp em ha. Kế bên chống hú sẽ có nút center đây. Anh em muốn thì tăng lên xíu thì tiếng mic của anh em á nó sáng hơn, nó bay hơn, nó rõ hơn và đồng nghĩa với việc là dễ hú hơn anh em nha. Đừng có tăng nhiều quá. Cái bên nguyên cụm mic chỗ này luôn là sẽ có bass mic trap. Anh em có thể giọng anh em mà dày quá thì anh em có thể giảm cái bass lại xíu ha, giảm cái bass lại xíu ở đây giúp em và tăng cái trap lên xíu cho nó sáng tiếng mic nha. Đây không phải là cưng chỉnh chuẩn đâu anh em, cái này là theo cái thông số thì cơ bản của bên em đó, hướng dẫn anh em cơ bản thôi. Còn em muốn chuẩn thì van cơ lai số thì không có cái nào chuẩn hết á. Này tùy từng người, người lại thích tiếng bass nhiều, người lại thích tiếng bass ít đi nha. Cái này tùy anh em thôi, nhạc bên này cũng vậy thôi. Anh em cái này là em gửi thôi. Anh em muốn tiếng nhạc nó hay hơn thì anh em tăng bass lên xíu ha. Bass nó chắc hơn, tiếng chép lên xíu nè, nghe nó sáng, nghe nó bén hơn nha. Đó. Và phía trên này là điều chỉnh reverb nè, reverb echo nè, reverb time nè. Anh em để lúc này ở giữa nha. Anh em muốn mà nhiều reverb thì anh em vặn qua bên phải giúp em ha. Đó. Nhiều echo vặn qua bên trái. Còn để ở giữa thì hai cái echo reverb nó đều với nhau nha anh em. Nha. Cái này tùy theo anh em, này vẫn là tùy theo anh em thôi. Van cơ lai số hay là van số thì đấy thì đa phần tùy theo anh em. Van số thì cần thợ tới nhà chỉnh. Còn cơ lai số hay là van cơ thì anh em cứ vọc thoải mái. Anh cứ vặn qua vặn lại, anh em thấy cái nào hay thì để đó, vặn sai thì cứ trả về 50% nha. Thì, một con van cơ lai số thì giới thiệu sơ nè, này màn hình hiển thị nè, delay bao nhiêu, repeat bao nhiêu, reverb bao nhiêu nè. Anh em muốn tăng cái delay lên xíu nè thì em tăng lên xíu. Đó, số nó nhảy cái 42 rồi đó. Đó, tăng lên repeat lên tiếng 44 nè. Đó, ha. Cái này tùy theo anh em thôi. Đó, tăng lên xíu. Nha. Rất đơn giản anh em ha. Van cơ lai số giá tầm khoảng 2,2 triệu, cần tham khảo mỗi con này, hàng bảo hành tận 2 năm cho anh em nhé. Cần tham khảo thì cứ nhắn em, số điện thoại trên màn hình có này nha, số trên màn hình có. Còn ở Hồ Chí Minh gần quận 12 thì Bình Dương thì ghé em luôn ở khu dân cư Thành Đô 1 á, ở gần đường Hà Huy Giáp nha anh em. Anh test thử cho anh em nghe tiếng nhạc nè. Thì chưa có nhạc anh em ha, nghe tạm như vậy thôi. Để em nghe test từ tiếng mic trước. Em sử dụng cái mic của BS luôn, có tính năng tự ngắt. Cầm lên nó sáng lên lại nè. Em tăng cái mic, tắt effect đi. Tăng cái mic lên. Edit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Edit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thấy anh em nghe thử tiếng của khá là sáng ấy. Thì em sẽ giảm cái mic đi. Nghe anh em nghe lại nhạc ha, tại đang có nhạc rồi nè. Ok, em giảm cái mic đi. Em test thử một tí cho anh em nghe được chất âm của nó như thế nào thôi. Còn muốn nghe chính xác hơn thì ghé bên em. Em test thực tế cho anh em nghe luôn. Thì khi nghe qua cái loa điện thoại á, nó không có chuẩn đâu anh em. Thôi, còn một cái tham khảo mỗi con van mà chơi karaoke gia đình này nè thì nhắn em nha. Một lần nữa cảm ơn anh em đang xem, thì có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em nha.